mời bà con tham quan lễ hội ánh sáng của khu du lịch Hoàng Hảo ở thành phố Vĩnh Long nha bà con. Đây là cái cổng chào. Rất là rực rỡ bà con. Rồi mời bà con chúng ta tham quan nhé. Đây là cái lối vô. Cái này đi vòng sao chú, làm sao đi vòng cho nó hết được chú? Mình đi vòng sao? Còn không ấy là mình đi cái này qua bên đó. Là đây nó... chú đi qua đây qua cái cầu ảnh đó, qua bên. Là nó có ba khu hay là sao là nó tới ba khu được. Dạ. Bên đây đi đây theo đường này nè ha. À. Qua đó qua cái lùm bên đó. Rồi. Qua cái cống đó rồi mới đi lại qua bên đây qua bên đó quấn cái vòng ngược cho qua bên đây. Có nghe đâu đó vòng đó qua đó vừa quấn vòng bên đó qua bên đó quấn cái vòng cũng đổ cái trở về bên đây à. À rồi trở về bên đây cũng mới đi vô cửa này mới đi quấn cái vòng quanh kia rồi cũng đổ trở về à. Rồi thôi vậy là đi vòng hướng này à. Rồi mời bà con chúng ta tham khảo một vòng nha. À, đây là homestay Hoàng Hảo. À. Rất là đẹp phải không bà con? Ở trong này người ta xây dựng những cái homestay nè. Homestay là những cái ngôi nhà dành cho gia đình. Mm-hmm.